Bé Chay giúp cảnh sát xác định nghi phạm phi tang thi thể mẹ. Theo báo VN Express đưa tin, Long 14 tuổi cho đàn bò ăn cỏ trong dãy điều thuộc thôn 6 xã Ia Lê, huyện Chư Pư, giáp danh huyện Ia Leo, Đắk Lắc, chiều muộn ngày 26 tháng 9. Cậu bé chợt nhớ hơn tuần trước từng thấy Nguyễn Văn Tiến đào lấp hố ở bãi đất trống ở gần đấy nên tò mò đến xem. Càng đến khu vực bị đào sới nhăm nhở, Long càng cảm thấy mùi hôi thối nồng nặc. Bất ngờ cậu bé trông thấy vật lạ ở dưới chân giống như là xương sọ. Long hoảng hốt chạy về nhà, gọi người lớn. Công an Gia Lai khám nghiệm hiện trường khai quật tử thi ngay trong đêm, xác định nạn nhân là bà Lê Thị Vân, 60 tuổi. Vùng đầu thi thể có 5 vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Đánh giá đây là vụ án giết người có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng. Hàng chục điều tra viên đã giả soát, lấy lời khai những người liên quan, lần tìm hung thủ. Tuy nhiên, nơi xảy ra án mạng là khu vực hẻo lánh, dân cư thơ thớt. Bà Vân được chôn lấp sau khu vườn của mình, cách nhà khoảng 200 mét. Căn nhà đóng cửa suốt nhiều ngày, bên trong không có xáo trộn. Người con trai út của nạn nhân là Nguyễn Văn Tiến, không có ở địa phương. Điện thoại mất liên lạc. Hai người con khác và chồng của bà Vân thì bị bệnh, mất từ nhiều năm trước. Cuộc sống sinh hoạt của bà Vân và Tiến gần như lập biệt lập, rất ít khi tiếp xúc với hàng xóm. Nam thanh niên này bỏ học từ năm lớp 10, nghiện game, sống khép kín, không bạn bè, nên cảnh sát không lấy được nhiều thông tin phục vụ công tác điều tra. Làm việc với cơ quan điều tra, dưới sự giám hộ của mẹ, Long kể, hơn một tuần trước trong lúc chăn bò qua khu vườn của bà Vân đã trông thấy Tiến cầm cuốc đào đất, vun thành đống, trùng khớp với vị trí phát hiện thi thể. Tuy nhiên khi cậu bé đến gần thì bị tiến đuổi đi, sau đó hỏi số điện thoại người mua bò. Thiếu tá Trần Văn Vinh là đội phó điều tra tội phạm nhân thân, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai cho biết, đây được xem là manh mối quý giá của vụ án, cùng với nhiều tài liệu chứng cứ liên quan, cơ quan điều tra tập trung truy xét về hành tung và các mối quan hệ của tiến. Người buôn bò ở thôn Hòa An, thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Pư khai rằng hôm 18 tháng 9 nhận được điện thoại của tiến, kêu đến nhà bán 5 con bò, 4 con dê với số tiền là 45,5 triệu đồng. Khi ông này hỏi người thân của Tiến đâu thì anh ta nói mẹ ốm nằm viện, phải bán bò để lấy tiền chữa trị. Lần theo dấu vết từ các mối quan hệ trước đó của nghi phạm, cảnh sát xác định Tiến đang lần trốn trong phòng trọ ở Hà Nội. Tuy nhiên khi các trinh sát tiếp cận thì bị chậm một bước, nghi phạm đã di chuyển vào Nam. Đến ngày 1 tháng 10, được người dân trình báo thanh niên thuê trọ ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh có đặc điểm giống như người trong lệnh truy tìm, lực lượng chức năng lập tức tiếp cận, mời tiến về trụ sở làm việc. Nghi phạm nhanh chóng thừa nhận hành vi và cho biết, sau một đêm thức trắng chơi game, vào sáng ngày 18 tháng 9, cùng mẹ đi phát cỏ vườn điều sau nhà. Một lúc sau, anh ta nhiều lần xin mẹ tiền đi chơi game, nhưng bà không cho. Bị mẹ la mắng, Tiến tức giận dùng dao dựa tấn công bà từ phía sau. Sau khi gây án, Tiến đào hố cạn ở vườn điều chôn xác mẹ. Anh ta gọi người đến bán hết bò dây trong nhà, được hơn 45 triệu đồng, mua thẻ nạp game hết 5,5 triệu và mua điện thoại 17 triệu rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Thiếu tá Vinh nói Tiến tỏ ra ăn năn vì sát hại mẹ, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố hắn về tội giết người. Kết quả thực nghiệm hiện trường thể hiện bị can đã gây án một mình, phù hợp với tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Ngày 10 tháng 10, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang làm rõ vụ việc hai thi thể đang phân hủy được phát hiện tại địa bàn huyện Tuy Đức. Trước đó, ngày 9 tháng 10, người dân đi ngang qua khu vực vắng tại Nghĩa Trang thôn Tuy Đức, xã Đắk Búc Do, so, huyện Tuy Đức, hoảng hốt phát hiện các phần xương nghi từ thi thể người nên vội trình báo công an. Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã đến hiện trường tổ chức công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định, có hai thi thể người không còn nguyên vẹn đang trong quá trình phân hủy nặng. Danh tính của hai thi thể đang được xác định. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông mở rộng làm rõ. Theo Vietnamnet đưa tin, khoảng 13 giờ 30 phút chiều ngày mùng 10 tháng 10 tại vòng xoay Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, thời điểm này, xe bồn trộn bê tông biển kiểm soát 51E052.46 lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh hướng từ đường Nguyễn Thị Định về đường Nguyễn Xiển. Khi phương tiện vừa vào vòng xoay Phú Hữu thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 72D1184.12. Lực va chạm mạnh khiến hai cô gái đi trên xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe bồn cán tử vong tại chỗ. Còn xe bồn tiếp tục chạy thêm khoảng 10 mét và cuốn xe máy vào gầm. Vụ tai nạn xảy ra ở vòng xoay cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh là khu vực có phương tiện qua lại đông đúc nên đã gây cản trở giao thông. Đến 15 giờ, hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng vẫn đang được lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức giải quyết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vòng xoay Phú Hữu được xem là một trong những điểm đen về ùn tắc và tai nạn giao thông nằm trên tuyến vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điểm giao giữa trục đường Võ Trí Công với đường Nguyễn Duy Trinh, kết nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Hàng ngày, xe tải hạng nặng ra vào cảng Phú Hữu, lên cao tốc và ngược lại với lưu lượng rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, hết ngày hôm mùng 10 tháng 10 công tác tìm kiếm 7 người mất tích sẽ dừng lại. Tính đến thời điểm sáng ngày mùng 10 tháng 10, thông tin chính thức từ ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai vụ sạt lở tại làng Nủ khiến 60 người chết, 7 người mất tích, 40 nhà bị ảnh hưởng trong đó 33 hộ dân bị vùi lấp. Trao đổi với phóng viên báo điện tử Dân Việt sáng ngày 10 tháng 10, một thành viên đoàn tìm kiếm cho biết công tác tìm kiếm đã được gia hạn 2 lần, mỗi lần 5 ngày theo nguyện vọng của người dân địa phương. Hiện công tác xây dựng tái thiết khu tái định cư làng nủ đang được khẩn trương thực hiện, diện tích mặt bằng khoảng 10 ha đang được hoàn thiện, vật liệu xây dựng đã được chuyển đến hiện trường. Dự kiến ngày 15 tháng 10 những ngôi nhà lắp ghép đầu tiên sẽ được xây dựng, đến 30 trên 11 sẽ hoàn thiện 40 ngôi nhà. Cơ sở vật chất và cảnh quan khu tái định cư được đơn vị thi công là binh đoàn 12 thuộc Bộ Quốc phòng khẳng định sẽ hoàn thiện đúng kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao ngày 31 tháng 12 năm 2024. Quan sát của phóng viên sáng ngày mùng 10 tháng 10 cho thấy hàng chục máy móc đang san ủi mặt bằng khu tái định cư. Tại khu tạm cư người dân đang làm vườn, trồng rau, cây cảnh ổn định cuộc sống mới chờ nhà tái định cư vừa bước vào phòng bệnh thăm bảo tại khoa nhi bệnh viện việt đức đập vào mắt chúng tôi là cơ thể gầy gò và trăng trịt băng bó của em đôi mắt của em vẫn ánh lên sự kiên cường khiến bất cứ ai gặp gỡ cũng không khỏi xúc động em được chị hoàng thị đàn là bác ruột của em chăm nom khi ngồi trò chuyện với chị Đàn, ánh mắt của chị đậm buồn, mờ đi vì nước mắt, nghẹn ngào khi nhớ lại vụ sạt lở kinh hoàng. Vụ sạt lở khiến em trai và em dâu của chị là anh Hoàng Văn Tuân, 37 tuổi, và chị Hoàng Thị Quyến, 34 tuổi, thiệt mạng. Để lại hai đứa cháu nhỏ là em Hoàng Xuân Phúc, 14 tuổi, và Hoàng Gia Bảo, 7 tuổi. Chị nhớ lại, sáng ngày 10 tháng 9, lúc đó trời mưa nên mọi người ở nhà không đi làm thì bất ngờ bùn đất trên đồi ập xuống dữ dội. Chỉ một thời gian ngắn, nhiều ngôi nhà trong thôn bị trôn vùi, trong đó có căn nhà của vợ chồng em trai chị. Lập tức, chị Đàn và nhiều người dân chạy đến để hỗ trợ ứng cứu thì tìm thấy bé Bảo bị bùn đất đầy giặt xa xa khỏi nhà. Em bị chấn thương ở đầu, gãy xương đùi và được đưa đi cấp cứu. Trong ngày, lực lượng tìm kiếm thấy thi thể anh Tuân nằm cách nhà 100m, còn thi thể của chị Quyến mãi đến chiều ngày 27 tháng 9 mới tìm được. Phúc, anh trai của Bảo nhập học tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Bảo Yên trước đó một hôm nên đã thoát nạn. Về trường hợp của Bảo, sau khi được đưa vào bệnh viện huyện nằm điều trị hơn một tuần, vết thương của em trở nên nặng hơn do bị nhiễm trùng. Chị Đàn và Bảo phải lập tức xuống bệnh viện Việt Đức để điều trị. Gần một tháng nằm viện, em được chị Đàn và các bác sĩ tận tình chăm sóc. Đến nay, sức khỏe của em đã dần ổn định. Chị Đàn chia sẻ được các bác sĩ tận tình chữa trị nên tình hình sức khỏe của cháu Bảo đã đỡ nhiều. Bảo còn nhỏ chưa hiểu hết được mất mát đau thương quá lớn này. Ban ngày thì cháu vô tư chơi đùa nhưng đêm đến lại thủ thỉ hỏi bố mẹ đâu, cháu nhớ bố mẹ lắm. Theo chị Đàn, hai cháu sẽ ở cùng với ông bà, mọi người trong gia đình sẽ cố gắng nuôi dưỡng và chăm sóc các cháu chị đàn nấc nghẹn nói bị mồ côi khi còn quá nhỏ tôi biết nỗi đau này quá lớn không gì có thể bù đắp được nhưng gia đình sẽ cố gắng cho các cháu học hành đầy đủ nuôi dạy các cháu thật tốt để hương hồn các em tôi cũng được yên lòng